người dân Trung Quốc đang phải trả giá đắt cho những thiếu sót, bất cập trong xây dựng, khi các công trình đậu phụ liên tiếp bị gió thổi bay và sụp đổ tan tành. Điều này đang gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng khắp nơi. Với các sự cố chết người đã xảy ra, người dân Trung Quốc cũng thừa nhận thấy sự hủ bại, tham nhũng cực độ của các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những video được ghi lại dưới đây sẽ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Shipper trẻ mất mạng vì tòa nhà đậu phụ ở Côn Minh. Ngày 4 tháng 8, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đã ghi lại một cảnh tượng đau lòng khi một anh chàng shipper Trung Quốc 19 tuổi đang giao đồ ăn đến một tòa nhà ở Côn Minh, Vân Nam thì thiệt mạng do các mảnh vụn bê tông của tòa nhà rơi từ trên cao xuống. Sự việc khiến những ai thấy được đều phẫn nộ và thương xót. Họ thốt lên rằng lại là một tòa nhà đậu phụ ở Trung Quốc. Lớp vữa tòa nhà bị gió thổi bay, cây cầu vỡ vụn. Ngày 5 tháng 8, một đoạn video đã khiến cư dân mạng sửng sốt khi ghi lại cảnh tượng lớp vữa ngoài của một tòa nhà lớn ở khu dân cư Bạch Vân Nha Uyển, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, bị gió và mưa lớn thổi bay, gây nguy hiểm cho người đi đường. Trong khi đó, ngày 7 tháng 8, một video khác lại cho thấy cảnh tượng kinh hoàng khi một cây cầu lớn sụp đổ vỡ vụn, dù không bị tác động gì. Theo ghi nhận, cây cầu này nằm ở thành phố Tam Hà, thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Rất may trên cầu khi đó không có người qua lại. Trước những sự việc này, nhiều người đã để lại bình luận rằng đừng nghĩ những công trình lớn đều là biểu tượng cho sự tiến bộ của một quốc gia, đặc biệt là ở Trung Quốc. Lại thêm một tòa nhà đậu phụ. Ngày 2 tháng 8, một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người sửng sốt. Trong video, khi hai người đàn ông đang đu dây sửa chữa phía ngoài tòa nhà, một người đàn ông chỉ cần dùng chân gạt nhẹ thì một mảng lớn của công trình đã vỡ vụn rơi xuống đất. Điều này một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng rút ruột công trình xây dựng, vốn đã trở thành vấn đề nhức nhối và không còn xa lạ tại Trung Quốc. Có thể thấy các công trình đậu phụ kém chất lượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nổi tiếng trên khắp thế giới, và nếu không có sự cải tổ mạnh mẽ, thảm kịch sẽ còn tái diễn, đe dọa mạng sống và sự an toàn của nhiều người dân ở quốc gia này.